Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu em đi. Anh không bài còn gì để vương dạ, vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Mời nhà trai. Rồi, chào trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ, em năm nay 30 tuổi ạ. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ, em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu. Tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa dạ, lắm ha. Em dạ. Nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Oh. Dạ, sẵn tiện. Hát, em hát dạ. Bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu em đi. Anh không bài còn gì để vương dạ, vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không? Nhà sản xuất âm nhạc. Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao bạn? Tôi trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao? Tôi coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi. Mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy tôi làm sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ mà hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không? Chưa yêu ai hả? Dạ. Thực ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á.
Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên, thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín, dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá, mình open quá, xong là over luôn. Đi over đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích, em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công dạ, luôn. Đúng rồi, mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về tương lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời. U30 rồi chị. U30 rồi hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình là nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có 2 mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết cả hai mối tình là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền? Dạ, hiểu chuyện chút xíu là rồi. Ai cũng hiểu chuyện. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đó. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn, lên ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, chàng gái cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói cái điều em thích cho nha. Em thích một người đàn ông, Người đàn ông. Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế, em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải vui vẻ, em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao hơn em. Bạn rồi bên không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bên ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em nào cũng sạch sẽ vô. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi đúng mở rồi. Rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp hả? Đồng nghiệp. À, lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát. À, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy. Cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi, bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp. Coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Có vui. Mở ra đi em. Cái gì vậy cưng? Tặng gì vậy? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Ừ, mở quà. Dạ, từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất. Gì ta? Dạ, cho phép em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn bài hát này là bài hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này á. Dạ em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em.
Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ, đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Nó ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc nha. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tựa như trong tim thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là cũng xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ được, dạ được. Bài này anh nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. Về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi, dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. Dạ, vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập ha anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á. Cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ, nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật. Em thích cái gì đó sến mà thiệt. Đúng. Á anh. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái tuổi này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngồi quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mình hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng... 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Chắc rồi bây giờ sao ta, Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả là anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em.
Đó, nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành, rất chân thành. Rồi. Mỗi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Rối rồi, rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. Một. Hai. Hai. Bấm trước luôn rồi. Ba. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối rồi, rối kìa trời. Ôi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Yeah, thôi yeah. Bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp. Nút mà bấm nút, nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim của đã nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Anh vui tính á. Vui có duyên lắm á. Vui tính có duyên lắm luôn á. Anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang rồi mình đắt lộn cầu dao á. Giùm cây, té xuống gùm, giùm cây, té xuống gùm đó. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Chào, chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở trên trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Amata. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ, con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ, bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch. Hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó. Và có hoạt hình, Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá hả? Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính, nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thiệt không? Đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè. Mấy mối tình rồi nè. Khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 3 mối tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Ừ. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi đi. Quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không, chắc cũng không hết. Không, mình hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp 3 chính thức có một mối tình, lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc phải chừng mấy mối thôi. Dữ vậy trời. Tại chắc hiền nhát nên người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở. Chào cưng.
lâu đến 19 thì mấy chục cái linh đinh hay câu nói của ông bà mình, nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ thật sự là 13. Ủa số này đẹp mà. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á. Ừ. Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ đi nó rụng tóc. Bỏ về em mới lên tay em tìm hết hai. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ, nhưng mà mình hận thằng hóc tóc á. Hôm đó mình buồn quá mình đi cạo. Ông nó cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Yeah. Ôi tội nghiệp không? Yeah. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ này em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần là hiền. Lâu lâu mà có cá tính thì một xíu mình biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cũng mua một thùng bia để ở tủ lạnh á. Thì mình buồn hai chồng ra ngoài uống. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy vừa nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui có duyên. Ủa lắm á. Dạ. Vui tính có duyên lắm luôn á. Dạ, anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang là mình lắc lộn cầu dao á, giật cây té xuống gùm, giật cây té xuống gùm cái đó, nó vậy đó. Cũng có té lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi, nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. À, không biết chăm lo cho gia đình, là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. À, từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Ờ, sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. À đúng rồi, vậy như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con. Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. À không. Hồi em có tóc. Hồi hồi. Phải hả? Không đâu, không hồi đâu. Ít tóc. Ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á, cô Hồng Vân. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhưng lẽ vợ của Obama, kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quỳnh Linh. Chào và chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ, đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ, dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Rồi bạn đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ủa, quá. Vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào.
Đó, hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đưa tới Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn: nếu bận quá thì bạn đừng nữa, thì đừng, bạn đừng yêu. À, được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ, đoạn cuối. Đừng quan tâm, nó đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cầu đến đâu người ta cũng đưa để đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Nói tóm lại là cái thư này bé này nó nói gì à? À, nói em... tóm lại là bạn ấy nếu bận bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận bịu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghỉ nhiều. Mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên bạn được. Mình không ngại xa. Mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn. Bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhanh chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định gọi dạ. Anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự mình gọi là anh. Dạ. Ừ anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em đều sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kỳ định tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 60 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Ừ, em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Trời ơi, nắm tay hả? Thì trong mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, cho cười. Dạ, em hơi ngại một chút nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ? Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, muốn nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi nè nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. À. Vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó. Nắm tay nhau đi. À nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn
Má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? Có thể hôn dạ cũng được. Dạ rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. Ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời nhà gái giới thiệu cho đàn trai biết coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Và chào toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con tên là Thanh Tâm, năm nay con 25 tuổi. Con đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là dạ. Nghề gì? Dạ, con làm điều dưỡng ở một bệnh viện trong thành phố. Ở quận mấy? Dạ, con làm ở bên quận 5, chú Quyền Linh. Quận 5 hả? Dạ. Quê ở Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao đó. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Văn và chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Văn Trung. Hiện tại con đang làm việc và sinh sống ở hai nơi, An Giang và Bình Dương. Công việc chính của con hiện tại đang là môi giới về đầu tư chứng khoán. Rồi, chứng khoán mùa này sao rồi con? Dạ, tình hình vàng với cổ phiếu hiện tại. Đừng nói chuyện vàng ở đây con. Tình hình căng lắm con. Bên kia là làm điều dưỡng, bên đây chứng khoán ha. Con nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai Bỉnh nghe đi. Dạ, cho con xin được nói khuyết điểm của con trước. Là về khuyết điểm của con thì con sống khá là nội tâm, hơi ít nói, với con ngại giao tiếp trước đám đông. Thật sự là ngồi đây con rất là run. Nhưng đúng mà hả? ráng gồng. Vậy đó hả? Dạ. Rồi còn điểm mạnh của con? Dạ, còn về điểm mạnh của con thì con biết nấu ăn, biết lắng nghe người khác, cũng như là biết chăm sóc cho gia đình. Còn con? Dạ. Con có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, con ưu điểm và khuyết điểm hơi bị nhiều. Khuyết điểm trước đi, giống như bên kia coi sao. Cho trước tiên, cái khuyết điểm của con là hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng là 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cái mệt. Thường phiên sáng thì nó không có vấn đề gì. Kèm theo đó là con rất là dễ quên tên người đối diện. Rồi, dạ. Khuyết điểm gì nữa con? Thì hầu như là hai khuyết điểm đó là rất là lớn của con. Còn dạ. Ưu điểm? Dạ, ưu điểm của con thì dễ gần gũi, vui vẻ. Kèm theo đó là hầu như là rất là dễ hòa nhập với gọi là tất cả các môi trường. Nhưng mà con có thể thêm cái khuyết điểm của con là hơi bị nhây. Nhây hả? Dạ, nhây. Giống nhây như là có lầy không? Nhây cũng hơi lầy. Hơi lầy luôn. Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng cần lầy cho nó vui con. Ông con nghĩ như thế thì phù hợp với bạn bên kia, tại vì bạn bên kia khá là trầm tính. Ưu điểm khuyết điểm bên đây vậy đó, bạn gái thấy sao? Nó nghe nè, bây giờ bên đó có cái sở thích gì đặc biệt không? Hiện tại thì con rất là thích đi du lịch. Rồi hầu như là tầm độ khoảng 3 tháng là đều đi một lần. Bên đây con có thích du lịch không? Dạ, con cũng thích đi du lịch. Vậy hả? Dạ. Có thích nuôi động vật không? Dạ thích, con vô cùng thích nuôi chó mèo luôn. Dạ, bạn bên kia có thích không? Dạ, con chuẩn bị là định là tìm bạn nữ để là nuôi cún nè con. Dạ. Trời, lấy vợ thì làm gì tư tỉnh, lấy vợ thì nuôi cún. Hai đứa cũng có nhiều cái giống nhau ha. Đúng rồi, đồng điệu á. Bây giờ mình hỏi xem đường tình duyên hai nhỏ hay sao nè. Bây giờ đường tình duyên của mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ con có một mối tình đơn phương. Còn nếu nói về mối tình chính thức thì con chưa trải qua mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Rồi đơn phương người ta có biết mình đơn phương người ta không? Dạ không. Không biết luôn, dạ. Đó là năm thứ mấy? Dạ năm 2 đại học cô. Như vậy là tới nay là được mấy năm? Khoảng 4 năm cô. Khoảng 4 năm rồi, dạ. Trời đất ơi. Wow, áp lực cho cái anh bạn bên kia nghe. Anh Trung. Dạ. Đó, bên kia là chưa có mối tình nào đó người nha. Người ta chưa có mối rồi, tình nào đó. Rồi con nói đường tình duyên đi, mấy mối tình rồi? Dạ con hiện tại đang có, đã từng trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ dài nhất là một năm. Một xong năm. Rồi đơn phương họ cũng 3-4 năm. Khi mà chấm dứt cái mối tình đó thì bắt đầu quen lại một cô bạn thì lớn tuổi hơn con 5 tuổi. Lớn nhưng 5 mà tuổi. Sau thời gian khoảng cũng gần 1 năm thì họ cũng bắt đầu định cư bên Mỹ. À, nên trở thành bạn luôn. Rồi, xong rồi đó. Nhưng mà anh đây con ở không là mấy năm rồi, nãy con nói nhỏ cô không nghe. Dạ cũng gần 2 năm rồi con. Ở không gần 2 năm dạ. Rồi đó, hả? Trời ơi, đây ở không đó giờ luôn á.
Dạ, con cần tìm người yêu thế nào con nói cho bà mối con dân nghe cái đi. Cái mẫu bạn gái của con có thích giống như là mà người yêu của con phải giống như công chúa không? Dạ, con nghĩ thì không cần như vậy đâu cô. Tại vì xinh quá thì mất công giữ nữa thì khổ. Không, ý cô không nói là xinh quá mà giống như là một cái mẫu hình mà giống như là dạ, nhẹ nhàng nè, dễ thương nè, nhìn giống như công chúa vậy đó. Có thích dạ, không? Dạ, cũng thích đó cô ạ. Thích chiều da trắng hay là da nâu? Da cao khoảng 1 mét rưỡi trở lên là cao là mét rưỡi. Dạ, ừ, thì da trắng tóc em con, sao dạ tóc thì chống ngang vai hoặc vài tí xíu cũng được nhưng mà cái đó những vấn đề đó thì quan trọng là phù hợp vào cái tính cách và sở thích của người phụ nữ thôi chứ mình cũng không thể can thiệp được. Có bây giờ con nghĩ là trời ơi bây giờ là khi mình bắt đầu đến cái với cái chương trình này rồi tự dưng mình đem về một cái gọi là một cái viên ngọc quý, một nàng công chúa mà mình phải trách nhiệm nặng nề lắm bởi vì tới 25 tuổi rồi người ta chưa biết yêu là gì luôn. Cô nói con bị đau tim. Bị đau tim luôn, cô còn đau tim giùm con nữa nè. Để tôi qua tôi coi mắt này nhà gái coi nè, sao nha đây. Công chúa hả? Đó công chúa. Chào chú Huỳnh. Trời chào công chúa đó. Dễ cưng quá ha. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ mẫu bạn nam của con là một người trưởng thành, chín chắn. Con thích bạn nam ít nói, với không hút thuốc. Còn nếu mà uống rượu thì cũng được, nhưng mà phải biết điểm dừng là được. Đặc biệt là con thích mấy bạn nam mà biết sửa chữa một số cái vật dụng ở trong gia đình đó. Ví dụ như là lắp điện hay lắp ống nước hay trời là khoan đường gì đó. Ba cái dạ, nhỏ mà, nhặt đó mà. Ví dụ như nếu bạn nam đó mà cũng thương chó mèo nữa thì con còn khóa giữ nữa. Được không con? Dạ con nghĩ là được. Sửa được số đồ trong nhà không? Dạ được. Bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ bạn gái nói vậy là con dạ, khoảng là 80%. 80% đó. Chỉ có cái việc là cái công việc của môi trường làm việc con nói hơi nhiều, nên nói hơi khó. Chứng khoán mà nói nhiều lắm. Không. Nhưng mà theo cái cạnh là khi mà có hai đứa thì con rất là ít nói. Con không thích điều gì đàn ông? Dạ con không thích con trai gia trưởng với tính hay tính toán. Tính toán? Dạ. Chứng khoán tính vừa lắm. Thì đó nè, đó nè, tính. Tính hàng giờ luôn á. Khoán mà không tính là thua đúng không? Thôi hỏi kiến người thân đi con. Con dạ, đi với ai? Dạ hôm nay thì con đi với hai đứa em gái. À hai đứa em gái ha. Thấy chị dâu tương lai sao? Được không? Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con thấy chị này rất là xinh và dễ thương, rất là hợp với anh của con. Hai người rất là xứng đôi. Hồi nãy chị nói là thích người đàn ông sửa điện, sửa uống nước trong nhà không? Thì anh em lúc trước là thợ sửa điện, sửa uống nước trong nhà. Thợ sửa trong nhà hay thợ sửa ngoài? Sửa ngoài luôn chú. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy cũng được, an được tâm ha. Con, an dạ, tâm. Em mong hai anh chị cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn con. Hai đứa này nó giống như song sanh vậy. Con đi với ai ạ? À? Dạ hôm nay con đến đây cùng với chị và các bạn đồng nghiệp của con. Vậy hả? Đâu chị ơi, chị đâu rồi? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là Tinh Chi, em là chị đồng nghiệp của bạn Thanh Tâm. Thì bạn là một người vui vẻ, hòa đồng. Chắc do tình duyên chưa tới cho nên lúc này còn không. Chị thấy bạn trai bên đây cũng vui vẻ, hòa đồng. Và hy vọng hai bạn nên cho nhau một cơ hội ạ. Cho chúng trẻ gặp nhau đi. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Dạ. Anh có quà, muốn quà tặng em nha. Em cảm ơn anh. Dạ, đồng thời em cũng có muốn quà muốn tặng cho anh. Dạ, okay. Đây là chiếc đèn ngủ hình một nhân vật hoạt hình mà em rất là yêu thích. Em hy vọng là với chiếc đèn ngủ này thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nó có thể mang đến cho anh một giấc ngủ ngon. Anh có thể mở quà ra coi. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Cái này mình mở được. Dạ, à, đập nó cũng cháy mà không đập nó cũng cháy luôn. Dạ. Do lần đầu tiên anh nói chung là cũng lâu lắm rồi không có biết là mua quà tặng cho phụ nữ nên dạ, cũng chỉ có duy nhất một cái bó hoa thôi. Với lại bên cạnh bó hoa thì anh cũng đang là sau một cái thời gian làm việc á cũng lén mẹ có một cái quỹ viên gọi là quỹ đen á, đang tìm một cái người phụ nữ để giữ giùm. Dạ. Tại vì người đàn ông thì rất là khó giữ cái quỹ đó thì cũng mong muốn là trước tiên là cũng có được một cái người là giữ quỹ để giúp cho anh. Dạ. Nữ chủ nhân đúng không? Nữ chủ nhân. À, ở lần đầu tiên thì anh có cảm nhận gì về em không? À, cảm nhận của anh là em rất là xinh, xinh hơn là cái mức là tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh. Với lại thấy em cũng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Nói chung là em cũng chỉ hay cười thôi chứ em không có, nên chắc cũng thiếu muối. Anh cũng rất là thích cười, nói dạ, chung là vui cũng cười, buồn cũng cười. Dạ. Ủa vậy là hiện tại giờ là em ở Sài Gòn luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn, em ở bên Tân Bình. À Tân Bình dạ, ha. Nhưng mà hiện giờ là anh đang làm việc ở An Giang ha anh? À, hiện tại thì anh đang gọi là chuẩn bị chuyển công tác về dưới. Nhưng mà khoảng một tháng trước thì anh cũng đang ở Bình Dương.
Ví dụ như công việc của em thì khá là bận rộn, cũng có hai trực đêm nữa. Anh nghĩ sao về việc mà người đàn ông trong gia đình á phụ giúp người phụ nữ của mình công việc nhà một xíu? Thì cái hầu như cái việc đó thì đương nhiên thời buổi hiện tại bây giờ là nam nữ gọi là bình đẳng. Dạ. Nên tốt nhất là san sẻ công việc lẫn nhau. Dạ. Dạ, chứ không phải cứ phụ nữ là phải làm hết tất cả những việc đó. Dạ. Nên cái điều đó thì em cứ yên tâm, tại vì anh thì sống một mình cũng từ thời điểm năm 20-21 tuổi rồi. À dạ. Nên những cái vấn đề đó anh nghĩ làm được. Dạ. Hai đứa trao đổi là bây giờ mình hẹn hò ở đâu, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân, ví dụ như thế. Nếu như mình bắt đầu quen nhau thì em nghĩ là mình sẽ tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ khi nào mà em cảm giác và em cảm nhận được anh là người một người đàn ông tốt. Dạ, chắc khoảng một năm, hy vọng vậy. À. Tại vì hiện tại giờ thì mẹ anh rất là sợ về nhà. Tại dạ. vì về nhà, mỗi lần về nhà là mẹ anh cứ bảo đi cưới vợ. Dạ, đúng vậy. Tương lai hai đứa lấy nhau thì về ở đâu? Kiên Giang hay là An Giang? Chú Quyền lên thay em hỏi luôn rồi, anh trả lời luôn nha. Anh thì anh là con thứ. Cái việc mà ở đâu thì nó không quan trọng. Dạ. Thật sự mà nói, ở đâu mà cảm thấy mà mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì mình cứ việc ở. Với ba mẹ anh thì cũng không đặt nặng cái vấn đề mà phải đi làm dâu này kia nọ. Dạ. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ví dụ sau này mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh thích sinh bao nhiêu con, và là con trai hay con gái? Anh nghĩ là một nam một nữ là một nam một nữ. Dạ. Một nam một nữ là hợp lý. Hai đứa giao lưu văn nghệ chút đi nha. Thôi anh xin gọi là gửi tặng cho em một cái đoạn thơ thôi. Một cái đoạn thơ mà anh dạ. nghĩ đang khá là hot ở hiện tại ở trên mạng. Dạ. Anh hãy nắm tay lớn lên nha con, lớn lên cho cô nghe chứ. Đất An Giang đầy nắng và gió, trai An Giang vừa chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần cô dâu Thảo, em có bằng lòng làm con dâu mẹ anh không? Dạ. Trả lời luôn đi. Dạ em nghĩ là sẽ để thời gian trả lời. Dạ. Ok. Hát đi con. À, thiệt sự là con hát rất là dở, cho nên là có gì thì mọi người cũng bỏ qua cho con nha. Hát hay không bằng ai. Dạ, hát con được hát một đoạn thôi nha. Gửi sao anh đêm lung linh và tình sông nơi biển lớn, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Rồi, mà. Được rồi, hai đứa về vị trí đi nào. Giờ đến lúc hai đứa kiểm tra lại, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chúng ta hãy lắng nghe con tim của mình nha. Đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả, để tay vào nút bấm đi các bạn. Trước khi bấm, con có thể nói một câu với bạn nữ không ạ? Nói đi con. Nói rồi chắc nghe nghe. Mình gặp nhau ngày hôm nay đó là một cái duyên. Anh nghĩ là mình, cái này là về phía anh thôi. Nhưng mà anh mong ở góc độ là em là bên đàn gái, chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội để gọi là mình tìm hiểu nhau một cách gọi là chân thật và lâu dài hơn. Tại vì đến với cái chương trình này thì anh không muốn dừng lại ở một cái mối quan hệ gọi là bình thường. Và anh mong em là sẽ bấm nút cùng về cùng với anh. Anh xin hát. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Nắm tay nhau đi. Rồi bây giờ là nụ hôn đầu tiên con vượt qua được cái dạ. đó vậy thôi, bình thường đó mà. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Sao hú dữ vậy? Mời nhà gái. Đẹp. Wow. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia, thì em tên là Vinh. Em 28 tuổi, thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quỳnh Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi.
Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi, cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai em? Dạ lớp 9 thì em em đi làm hè á chị. Thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ theo giấy tờ thì em là quê Nam Định. Nam Và thật ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa ạ? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp 9. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm, mua gì? Đồ đạc trong nhà anh. Thích nghiện là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích thì mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Khá ổn luôn. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn, được chưa? Cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á. Tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ... Thế sao? Sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Nhưng mà xài mình có mục đích chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Mình nghe ưu điểm khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không ạ? Muốn em. Dạ em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi, em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe giọng thấy hay, hấp dẫn. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Ừ, chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi. Qua đó ngồi mai làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan, chứ chị Lan ấy lắm. Em mới 20 tuổi rồi, em lo gì. Ừ. Trời ơi. Ừ, đó mới ấy đó. Trời ơi, giọng hay đó nha. Giọng này dễ nhớ lắm á. Được đó. Đúng rồi, bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Thì mình có khuyết điểm không? Con người thì không ai hoàn hảo rồi. Nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất là nhiều năng lượng. Nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê trách em hay cái gì thì em cũng cười. Không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu với bạn. Ai như bà Lan mà tới bà mết nên bà quạo năng lượng nó xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui. Còn bà sai bà tá quả binh mặt quạo. Sao? Nhờ chị dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi luôn, khỏi. Thấy luôn. Nam Định vô thấy bên này hết vui. Giỡn đó mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có hung dữ gì đâu. Sao, mình có nóng tính không? Dạ, cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đương đưa mặt. Quýnh này đương đưa mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi, chứ nói năng gì. Rồi sao, được không? Em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên em không nói. Em sẽ im lặng và em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ. À vậy hả? Không, bên đây nóng quýnh à. Chịu được không? Chịu không được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gầy á mà không được thôi. Bên đây người ta kiên nhẫn lắm. Đó, người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao. Dạ. Nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó. Chứ em không muốn là cả hai im lặng. Thì nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vô là lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói rồi, thôi người ta im lặng. Dạ, ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ họ nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị thấy là cũng may mắn lắm rồi đó thiệt á.
Đây mấy mối tình rồi anh trai? Dạ em có hai mối tình chính thức anh. Chính thức hả? Râu ria là nhiều lắm hả? Giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Hai mối tình đó lâu không? Một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. 5 năm sau chia tay. Mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Như vậy nó kéo dài 5 năm. Cái khúc cuối mối tình á là hai người giận nhau 1 tháng. Lúc đó thì em vẫn chưa quen ai. Nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Vô tình thì nó nảy sinh tình cảm. Nhưng mà em không biết. Nên em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là quay đó có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó. Làm chi người ta con gái mà người ta còn ngời ngời kiểu đó là biểu làm sao. Mình đàn ông phải tranh thủ liền. Mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ. Có cái gì thì nói liền. Dạ. Tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ em cũng thấy mình sai. Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị. Tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm không? Đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi như vậy là không được. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Mà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em lại ít nói. Đừng thích nói nhiều, mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ dạ. Mà nó vui. Nó vui nha. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Mà thôi kệ cũng phải vui bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Không càm ràm nhớ. Đó dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Đúng không mấy chị? Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được. Nghe từ từ nó quen. Quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi. Riêng một cái coi nghe càm ràm ngồi cười thôi. Cười trừ giống như đây nè. Chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ có một mối ạ. Trời ơi ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. Đúng rồi. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Yêu được nhiều không? Dạ. Lâu không? Dạ được hơn 1 năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá cũng hả? Lâu đậm đó. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm trên trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp các bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh. Nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy gì nói. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn không biết đó là cái gì nữa. Bây giờ bé bên này lớn rồi, nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời. Trời ơi trời. Cái gì nữa? Biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm, đúng dạ. Rồi. Kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là trai, gọn. Gọn. Body săn chắc. Ôm fit vô trong người không ạ? Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Này Song Hành á. Song Hành với em luôn á. Cũng được. Đây ngon á, đẹp trai đó. Nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em thì đầu tiên của em là một phụ nữ đầu tiên phải trung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài có ai trung tình được mãi không? Em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi đừng nói những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi thì cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình. Mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Nhưng mình phải chung tình nha. Dạ. Đừng dạ. Nói có gì cái nói tôi không chung tình được mãi là không được nha. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Trung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa. Siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn. Lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế, là tự đúng lo rồi. Rồi. Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn, năng lượng, tích cực. Dạ. Em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư, bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại đồng nghiệp của em. Tập gym chung luôn ha. Tập gym chung luôn ha. Dạ, em là lần đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người trường quay. Con xin chào chú Nguyễn Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em là đồng nghiệp của Vinh, là người đồng hành cùng Vinh trong bữa tối ngày hôm nay. Dạ. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ thì bạn rất là xinh xắn, dễ thương và rất là hoạt ngôn. Dạ. Đó. Và em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói.
mà bạn của em thì lại là ít nói. Dạ, cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ dạy cho bạn nói cũng được. Dạ. Dạy nói luôn hả? Dạ dạy nói luôn, tại nhiều khi bạn ít nói phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi thôi. Dạ. Làm như nó mới thôi nôi vậy dạy nói. Đó. Còn về phía bạn em thì nó là Vinh à. Bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo kéo đèn qua rồi hốt bấm về. Chuông thôi chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm dạ. Gì Lan người đẹp vậy bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được, thấy chưa, nghe nói bạn nói tích cực quá ha. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết. Mọi người thân của em đều ở Gia Lai. Có em lên đây học đại học cho nên là có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm. Đúng. Không còn ai hỗ trợ luôn. Dạ, em tin là mạnh mẽ lên em. Bạn lĩnh lên. Dạ. Bé rất là xinh, rất là bạn lĩnh. Nào, mở rào. Bắt đầu đi. Wow. Dạ em. Chào em. Dạ. Dạ em cũng gửi em kịp. À, cảm ơn em. Dạ. À, anh thấy em rất là lanh lợi, xinh đẹp nữa. Dạ. Thì nãy giờ anh bên kia anh chưa có gặp mà em thấy em rất là nói chung em rất là good. Quý nói gì? Đẹp đôi thì không mọi em, người? Em đẹp đôi ha, rất là đẹp đôi luôn á. À, em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ đúng gu em chị, em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em ạ. Gu rồi đó. Dạ không sao, cái mà anh ít nói thì về vô. Em sẽ bù trừ lại được hết. Tất cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Rồi, bây giờ về ghế ngồi đi ha. Về ghế ngồi mình nhìn nhau, đối diện nhau mình giao lưu chút xíu đi. Quay ghế qua cơ. Quay mặt ra. Đó. Hẹn hò sao là mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? Em thấy một tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần. Thì em thấy là sẽ tốt. Okay. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Dạ. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Bởi vì em nghĩ là tình yêu thì... Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau. Bởi vì em nghĩ là em cũng khá là bận ạ. Tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân cho nên là em cũng đi làm khá là nhiều ấy ạ. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. À. Thì em thường làm xung quanh Sài Gòn hay là em có đi tỉnh nữa? Dạ không, em làm hiện tại thì em đang là sinh viên thôi ạ. À, là... sinh viên à? Dạ. Sorry. Nên là em mới làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. À ok. Dạ. Em nghĩ một tuần mình gặp nhau hai lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ, nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ hai lần cũng được ạ. Okay. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Ok. Dạ. Em thấy là anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ. Tại vì em cũng thích mua sắm nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân. Cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Ok. Không, thực sự những lúc anh chết á, anh hay đi sắm, tại vì nó sẽ quên đi cái những cái áp lực trong cuộc sống. Dạ. Thì để anh ngày mai anh sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Dạ. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Dạ. Tại vì em sẽ trở thành cái câu trả lời để giải đáp để khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Yeah. Dạ. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe đúng không? Anh có thích nghe hát không? Anh lúc trước anh có học viện thanh thời gian. Trời ơi. Thì nhưng mà thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Dạ không. Okay. Anh Luyện Thanh chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thực sự là anh hát trai không có hay lắm. Dạ không. Okay. Sao anh thường anh hát không mít. Nhưng mà nếu mà em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn.
Nhưng mà anh hay quên lời lắm nha. Dạ không okay. Sao. Nếu mà bài đó biết thì em sẽ phụ hỗ trợ anh. Ok. Dạ. Em biết bài về đâu mái tóc người thương không? Dạ em biết sơ sơ thôi ạ. Anh sẽ hát vài câu thôi nha. Dạ. Tại anh không anh hát karaoke không ạ? Ít khi. Chị Lan nhắc lời cho. Dạ. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Dạ. Về đâu làng tống sò bên em. Lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi. Đường hoa vương chưa hoa vẫn lối. Chưa mở lối. Đường lắm không chạy. Em xin hết. Cô nhắc nhiệt tình quá không? Rồi bé Ngân hát đi bé Ngân. Dạ, em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì đang em nghĩ là khá là hot. Dạ, đó là bài hát của Trúc Nhân ạ. Bài Có Không Giữ Mất Đường Tìm. Okay. Dạ. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Sao tôi... Em xin lỗi ạ, em quên lời, đợi em chút. Hết hôm nay anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nó phải công viên. Dạ, em xin hết ở đây ạ. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Dạ. Thì em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để chúng mình đến với nhau không? Dạ thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên thì em nghĩ là thật ra là cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó. Nên là khi mà em nghe anh cất những cái tiếng nói đầu tiên thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. À. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Ok. Dạ. Vậy mình trao nhau cơ hội em nhé. Bây giờ con bé nó còn nhỏ quá, nó có 20 tuổi, mình có nên hỏi sâu về vấn đề từ kết hôn sinh con đẻ cái không? Từ từ đi. Bây giờ quan điểm về tình yêu của mỗi bên đi. Chăm sóc quan tâm thế nào, cần người đối diện làm cái gì cho mình, không thích cái gì mình nói cho nhau nghe hết đi. Có quan điểm về tình yêu đó. Thì cho anh hỏi em nha. Dạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Dạ. Okay. Em nghĩ là thường thì em, tại vì em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương quan tâm chăm sóc lẫn nhau kiểu em cũng không biết nói sao nữa. Tại em cần vì... cái gì? Dạ em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Dạ. Bởi vì em cũng đi làm, em nghĩ là cái việc mà cả hai người chắc chắn là bạn nam đi làm, bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi Han quan tâm bạn nam thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi Han là em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Okay. Dạ. Thì anh quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, đầu tiên là hai người phải thi chung với nhau. Là cái đầu tiên, thứ hai nữa là hai người phải giống như là phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Và thứ ba nữa là có chuyện gì nữa thì tối mình vẫn về chung mái nhà. Đó là cái suy nghĩ của anh về tình yêu. Em nghĩ như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha. Nắm tay bé, hai đứa đứng nhìn nhau 30 giây, nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Và nói tất cả những cảm nhận của mình về người đối diện nha. Rồi, mời em trai. Chị cầm có bông cho. Dạ, cảm ơn chị. Em xin lỗi run quá. Không, anh không thấy em run. Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh.
Anh lạnh là tại vì máy lạnh nó lạnh quá em. Máy lạnh trường quay này hơi xịn nha. Hai bạn nói với nhau đi những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ và mình mong muốn cái điều gì, nói với nhau một lần nữa rồi chúng ta đến với phần bấm nút nào. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Mời ông Mai ạ. Dạ. Bây giờ tôi sẽ hỏi nha. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Đứng yên nguyên đó. Hứa với bạn gái điều gì đi, nút đã bấm rồi. Dạ. Hứa gì nói lớn lên. Nói đi. Nói lớn lên nào. Dạ không biết nói gì anh hứa cái gì đó. Dạ. Anh hứa từ bắt đầu ngày hôm nay chúng ta chính thức hẹn hò với nhau, anh hứa anh sẽ đem đến rất nhiều cái niềm vui cho em và anh sẽ không để em buồn lòng gì đó. Mình nắm nó ngược cái tay quá anh nắm lại. Dạ. Em đợi hoài đó. Em đợi. Khó chịu quá chị. Rồi, đó nói đi. Quay mặt vô với nhau giống như nãy vậy đó. Hỏi em có tin anh không? Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Thôi mọi người đừng làm khó anh nữa. Thì em có cái câu nói gì hay không? Tại anh không bên truyền thông anh không biết nói những cái nói hay. Đâu cần thôi truyền thông. Bây giờ không nói với bạn. Mình nghĩ sao? Con lòng mình nghĩ sao mà nói vậy thôi. Bây giờ chị Ngọc Lan chỉ nè. Dạ. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình thì không nói được với bạn gái mình mắc cỡ thì mình nói với gia đình, nói với bố mẹ. Ở nhà em còn bố mẹ đúng không? Dạ. Ừ, nói với bố mẹ, xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết đó. Sẽ ra hứa là sẽ ra thăm gia đình, chào gia đình đó. Dạ. Thì em hứa là sẽ chào gia đình và hai bác. Thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Thì nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài ngoài Gia Lai thăm gia đình. Cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác. Ok. Em xin cảm ơn hai bác. Có lẽ Ngân rất là xúc động đúng này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Bản thân chị Lan cũng rất mong có một người đàn ông mà về ngoại hình cao to vạm vỡ như vậy để chị Lan có thể nương tựa. Dạ. Mà nhanh lắm chị Lan. Đa số không có ai mà có người đàn ông nào mà cao trên 1m7 mà cua tôi hết trơn á. Tôi cũng hơi buồn. Tôi nhìn vậy tôi cũng ứa rồi. Rồi. Dạ. Một nụ hôn. Ê, hai đứa hôn nhau là hình ảnh đẹp lắm nha nè. Đây chị Lan chỉ cho. Đứng này, xăm lại. Đó, hôn nhau. Quá trời đẹp luôn. Giống phim Hàn Quốc lắm. Em thấy em có sợ không? Ôm bạn gái vô, ôm ghì chặt bạn gái vô để chạy mất bây giờ. Cho xin hung hơn được chị. Em muốn làm gì em làm. Xin hung lên nha. Nó hung mà nó hít vô một cái rột luôn á. Rồi. Dạ. Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Bé Ngân ở đây có một mình thôi. Dạ. Rất là cô đơn. Dạ. Và gần như là không ai bên cạnh bé Ngân cả. Dạ. Một cô gái bé nhỏ như thế rất là tự tin, rất là bản lĩnh. Dạ. Một mình bước một mình. Dạ. Ở một thành phố đô hội thế này cũng gặp rất nhiều khó khăn đó. Dạ. Nhìn như thế thôi nhưng bé rất là cô đơn mỗi khi mà có công việc gì đó. Dạ. Hãy bảo vệ bé Ngân và chăm sóc bé Ngân nha. Dạ dạ. Cô gái nhớ này nhớ. Có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đúng không rồi. Cần ai hết nhưng
Em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Đừng để cô ấy phải tự làm. Khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không cần em nữa nha. Dạ. Rồi em cảm ơn chú Bùi Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau. Dạ, em xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn và lập chức ạ. Nhớ có Facebook chị Lan không? Thì nhắn tin cho chị Lan thông báo tình hình của hai đứa cho chị biết. Dạ, về chương trình tặng quà.